Lời mở đầu với Tài Vlog xin cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị ở thành phố Quảng Ngãi ngày 30 Tết 2020, Tết Canh Tý. Ở đây bán bông hoa lan rất đẹp quý vị, người ta mua rất là nhiều nên mình thấy đông, người mua nên mình tấp vô mình quay phim quý vị xem. Lon rất là đẹp quý vị. Đen đi dân néo mà biết đen. Có cô kia mua rồi. Em lo cho nó tí chỗ lớn nhé. Cái này anh cạp nha. Anh, cái này anh cạp bao nhiêu vậy anh? Dạ chỗ này anh. Cái đây 5,5 anh. 5,5 cái cây này. Lon này lon gì vậy hè? Lon gì vậy anh? Lon hồ đẹp à? À cái đây cũng 5,5. Bây giờ hết khách rồi, 5,5 rồi. Dạ, ok rồi anh. 5,5. Dạ, chào đó chị, 5,5 chị ơi. Cái đó 5,5 luôn quý vị. Dạ, không được chị. Dạ, số kia mua rồi chú. Cái này có người mua rồi quý vị. Cái này cũng mua 5,5 à. Không, cái này là 1 triệu. Cái này triệu mẫu à? Dạ. Anh này anh chia sẻ là triệu mẫu quý vị. Ở đây Doan Hòn này bán ngay chỗ đường Phạm Văn Đồng quý vị, thành phố Quảng Ngãi. Con này cây này rất đẹp quý vị. Bây giờ anh bán qua cây qua đây mua. Em lấy hạt cây đây. Hai cây 356 quý vị. Hai cây 356. Hai cây 356. Một cây trăm tóm quý vị, hai cây 356. Cây trăm tóm. Bán giá đó cũng bình dân ha. Không, giá đó cây hàng đẹp đó. Cây hàng đẹp hồi bán 200 mấy giờ em xả xuống là còn đó đó. Bữa nay 30 này chỉ bán hạ giá quý vị. Làm cho hạ giá nó còn trăm tóm quý vị. Này, đây là lon, chị thấy bón lon hồ đẹp không quý vị? Bông trắng, bông tím. Bây giờ cả 5:30 quý vị, 30 Tết Canh Tý quý vị. Ngày đây là ngày cuối rồi. Đêm nay sẽ bán phố bông ở cầu Thạch Bích quý vị. Ở đây 58 một cây em. Ở đây đó. Em có cô đẹp. Chị cô gái là không biết rồi đó. Nhiều người mua lắm quý vị, người ta thích cây bông lon, lon hồ đẹp rất đẹp quý vị. À 180 một cây, lon hồ đẹp.
Anh ơi, anh ơi, mấy cây này bao nhiêu cho anh? Cái đó 360, hai cây 370. À. Ờ 370 hai cây quý vị. À. Có gì nãy cái chị Di chứ nói Di bón hạ giá do cuối ngày rồi. Lon hồ đẹp đen quý vị. Anh có chậu lớn nha là bao nhiêu tiền nha anh? Chậu to nhất á. Ê, coi cái chậu bao nhiêu tiền á? Cái chậu này mười mấy triệu nhưng mà cho mượn chậu 9 triệu cây. Cho mượn chậu là còn 9 triệu. À. Cho mượn cái chậu thôi. Quý vị ơi, cho mượn cái chậu 9 triệu. Cây lớn nhất á 9 triệu quý vị. À quý vị đây. Cây đây là 9 triệu này. 10 triệu là mà cho mượn cái chậu. Còn 9 triệu thôi. Em có vậy đó không? Biết luôn á anh ơi. À đúng rồi. Đậu nắm là biết luôn á. Rồi. Qua để chiều á. Đúng rồi. Đây quý vị, ở đây chắc nhiều cây mình gộp lại nè quý vị ơi, thấy không? Cây này là 9 triệu nè. Đó. Cây rất đẹp nha quý vị. Đó. Lon hồ đẹp hết. À. À, chị này chỉ mua cây 180 ngàn quý vị. À, cây này 420. À, 420 là 3 cây. Cái một cái kia người ta mua một cây là 180. Đó. Mà ở đây là 3 cây là 420. À. Nếu mà ba cây thì mình mua nó rẻ hơn một xíu. Ô vậy ở đây cây này 420. À, 452 thì chạy ra một cây tới 140 đâu quý vị. À thấy ba cây. Đúng rồi, 140. Một cây thôi. Nếu như mua ba cây thì nó rẻ hơn. Đây chỗ này đẹp nè. Cái mua ba cây rẻ hơn á, thành ra có 140 một cây thôi. Còn một cây người ta mua hồi nãy thì 180 là. À. Ở đây nam nữ gì ta mua cũng đông luôn quý vị. Chủ nè, chủ đứng nè. Ba cây đây là 140 một cây, ba cây mà 420 nè. Đó cây này 452 nè quý vị. 452. Còn nếu một cây một kia là 180. À. Ở đây bó ngay chỗ đường Phạm Văn Đồng của Nguyễn Nghiêm nha quý vị, ngay ngõ tư luôn. Hết chỗ nghe, hết chỗ luôn phải không? Đi Quyên. Ơi ơi ơi. Rồi có cho chị đây đó đi. 18. Luôn. À, cây đó đẹp á, cây đó thành hai rau luôn. Hai nhánh bông luôn mà tâm tóm cây đó đẹp. Rồi được mà, lấy cây đi cho chị. Rồi vậy nè, cây đó lựa đẹp á. À, món thấy tầm 480 đó anh.
trăm tóm. Còn như ba cây kia này là 420 này đó, 420 nãy người ta hỏi 420. Có một chậu đó. Quéo lửa đi. Ở đây này. Ở đây 9 triệu. Đây Nguyên ơi. Cái đó. Chạy cái đó bao nhiêu vậy cả? Giá luôn chị. Có ra cho chạy luôn. Rồi ta mua đá cái đồng nè quý vị. Mua đá cái đồng rất là nhiều người. Trăm mấy một cây à? Trăm mấy một cây à anh? Trăm tám à? Trăm bảy, trăm bảy là 300, 300, 400, 406, 408 đây. Ui, 408 đó. 107 mà, 107 là 304. Không có này đâu. Khi mà người ta mua thì vô đây có nhân viên người ta bấm lại của vậy giữ bông. Đi đường khỏi gãy hư bông của vậy. À, ta bấm lại, giữ lại. Kêu quá chị chứ lựa chứ kêu chứ mua chậu ấy. Mà cứ bán vô luôn. Lon này ở đâu về với chị? Lon này ở đâu về? Cái này người nhà trồng anh. À người nhà trồng. Em nhà trồng. À. Lon hồ đẹp này ở nhà trồng của chị. À trồng hả? Trồng ở Đà Lạt cái gì? Đà Lạt với Đồng Nai. À trước cái chậu 6 cây. À Đà Lạt với Đồng Nai đem về của chị. Đồng Nai thì nó bền hơn. À. Bông này Đà Lạt với Đồng Nai đem về ở nhà trồng của chị. Có tại thành phố Quảng Ngãi. À ngày 30 Tết Canh Tý 2020 tại đường Nguyễn Nghiêm và đường Phạm Văn Đồng. À, khu đường Phạm Văn Đồng này là thành lập chậu hoa xuân của vị Tết, người ta cho bán hai bên đường Di Hè và xuống công viên quảng trường của vị. Ủa vậy 420. 420 mà ba cây 420 tính ra rẻ hơn là mua một cây tới tầm 7-8 lạng. Nè bố, mình ba cái thì 140 rẻ hơn, 40.000. Trăm mấy mà anh nãy thấy món 107, 108 vậy đó. Hai trăm cho miếng nước rồi mình con hết rồi à mình nói giỡn quá vậy nhưng mình anh hỏi mình sao không đi bón mà đi quay à giờ mình nói giỡn thôi vậy à thôi mình chia sẻ cho quý vị anh chị bón cây bông lon ở thành phố Quảng Ngãi Tết 30 Tết Canh Tý chiều 30. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video, có gì hay quý vị hãy đăng ký và ủng hộ để bên Vietnam Vlog có thêm động lực sẽ làm những video hay hơn. Cảm ơn quý vị.